có 3 điều bạn nên học. Một là học cách yêu thương và biết ơn chính bản thân mình. Cho dù cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa, thì hãy luôn yêu thương và biết ơn tất cả những gì mình đang có. Ăn uống những thức ăn tốt cho sức khỏe. Học cách suy nghĩ những cái điều tích cực, cho tai mình nghe, cho mắt mình nhìn những cái điều tốt đẹp. Học cách không oán trách chính mình, vì hiện tại mình đã làm tốt nhất có thể rồi. Hai là học cách buông, vì khi bạn mang vác cái vấn đề gì đó, mang vác ai đó, thì mình chính là người mệt mỏi nhất. Không có ai có thể chữa vết thương lòng ngoại trừ chính mình. Nên hãy học cách buông, chứ không phải kiềm chế hay là đè nén, vì nén chỗ này thì nó lại phòi ra chỗ khác. Ba là học phát triển bản thân. Chúng ta hay nghĩ rằng là 18 tuổi là trưởng thành, nhưng đó chỉ là trưởng thành về mặt thể chất, vì trường đời là một trường học dạy chúng ta trưởng thành. Và có một thực tế rằng cuộc sống này chỉ có hai trạng thái, một là phát triển, hai là lụi tàn. Cũng giống như chúng ta trồng một cái cây mà chúng ta chăm sóc nó thì nó sẽ phát triển, còn nếu không chăm sóc thì nó sẽ lụi tàn. Hay là cái mái tóc, móng tay, móng chân của chúng ta mỗi ngày nó không dài ra một chút, đó là sức khỏe của chúng ta cũng đang có vấn đề đi xuống. Kiến thức là vô tận, nên hãy phát triển bản thân để chúng ta trở nên hiểu biết và trưởng thành hơn mỗi ngày. Và tư duy đến đâu thì sức khỏe, hạnh phúc và tài chính của chúng ta đến đó. Nếu bạn đang mong muốn có một môi trường để cùng nhau rèn luyện, học tập, phát triển mỗi ngày, thì hãy nhấn vào link dưới avatar của Hằng để học theo người thành công, có một cái môi trường giúp cho chúng ta khỏe mạnh, hạnh phúc, giàu có. Hãy follow kênh của Hằng để nhận được nhiều giá trị hơn nữa bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của Hằng.